Tại sao Nike và Adidas thích Việt Nam? Thời gian gần đây có một sự dịch chuyển của các tập đoàn đa quốc gia như Nike, Adidas, Foxconn, Intel, Samsung tìm đến Việt Nam để mở nhà máy, xây dựng cơ sở sản xuất. Cụ thể, Việt Nam hiện đang là nhà sản xuất khoảng 50% số giày của Nike và Adidas. Tại vì sao xu hướng này lại diễn ra? Hãy cùng Lê Yến tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Việt Nam, căn cứ điểm toàn cầu mới của Nike. Nike được biết đến như là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, phát triển, sản xuất, quảng bá cũng như kinh doanh các mặt hàng giày dép, quần áo, phụ kiện, trang thiết bị và dịch vụ liên quan đến thể thao. Công ty là nhà cung cấp giày thể thao và quần áo lớn nhất trên thế giới. Năm 2017, Nike trở thành thương hiệu giá trị nhất hành tinh trong ngành kinh doanh hàng thể thao. Là một thương hiệu lớn, gã khổng lồ đồ thể thao của Mỹ đang có sự gắn bó chặt chẽ với hầu hết các nền thể thao quốc tế. Tại World Cup 2022 vừa qua, Nike là nhà cung cấp trang phục thi đấu của các đội tuyển bao gồm Qatar, Ba Lan, Ả Rập Saudi, Brazil, Pháp, Croatia, Anh, Hà Lan, Hàn Quốc, Canada, Bồ Đào Nha, Mỹ và Úc. Để có sự thành công này, các sản phẩm mang thương hiệu Nike được cung cấp bởi 191 nhà máy sản xuất đặt tại 14 quốc gia trên toàn cầu. Đặc biệt, hầu hết các sản phẩm giày dép của Nike được sản xuất bên ngoài nước Mỹ, thông qua hơn 15 nhà sản xuất hợp đồng độc lập. Trước năm 2010, Trung Quốc là nhà sản xuất giày lớn nhất của Nike. Tuy nhiên, theo một báo cáo của CNBC cho biết, xu hướng đó đã được dịch chuyển khi có đến 51% số lượng giày dép của Nike vào năm 2021 được sản xuất chỉ riêng tại Việt Nam. Con số này tiếp tục tăng lên khi tính đến tháng 10 năm 2022, Nike có 152 nhà sản xuất cung ứng đặt nhà máy tại Việt Nam. Trong đó có 116 nhà máy sản xuất thành phẩm và 36 nhà máy nguyên vật liệu. Cơ cấu tập trung vào 3 sản phẩm chính, hàng may mặc, trang thiết bị, giày dép. Các nhà máy này có tổng cộng 526.890 lao động. Đứng trước thực tế này, truyền thông Trung Quốc Đại Lục và Đài Loan đã đồng loạt đưa tin Việt Nam đã chính thức thay thế Trung Quốc, trở thành nhà sản xuất chính của giày thể thao Nike. Trang đệ nhất tài kinh, Di Chai của Trung Quốc từng đăng bài viết với tiêu đề "Ai đang sản xuất giày Nike?" Trong 10 năm, Việt Nam đã thay thế Trung Quốc. Trong bài báo có đoạn viết, nếu người tiêu dùng Trung Quốc chọn một đôi giày thể thao trong các cửa hàng của Nike, rất có thể họ sẽ chọn sản phẩm sản xuất tại Việt Nam. Và cuối cùng, tờ báo cũng không quên đặt ra câu hỏi lớn, tại sao Việt Nam trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho các ông lớn ngành đồ thể thao? Tại sao Nike chọn Việt Nam? Trên thực tế thì Nike không phải là đại diện duy nhất chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ngay cả đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ là Adidas cũng đang đi theo hướng tương tự, với 40% giày dép được sản xuất tại Việt Nam. Trong khi đó, theo một báo cáo của Research and Markets, chuyên trang cung cấp nghiên cứu thị trường lớn nhất trên thế giới, mỗi năm Việt Nam xuất khẩu hơn 1 tỷ đôi giày dép các loại sang hàng trăm quốc gia trên thế giới. Trong đó, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Đến cuối năm 2021, cả nước có khoảng 2.200 doanh nghiệp sản xuất giày dép, tập trung chủ yếu ở khu vực ven thành phố Hồ Chí Minh. Theo phân tích của các chuyên gia Research and Markets, hai thương hiệu khổng lồ trong ngành giày dép toàn cầu là Nike và Adidas đã chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất chính. Một phần chuỗi giày dép toàn cầu đang dần dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam do chi phí thấp hơn. Cụ thể, Việt Nam có ưu thế lớn về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Thành phố Hồ Chí Minh từ lâu được biết đến là nơi có cảng lớn nhất Việt Nam. Tính đến năm 2019, cảng Sài Gòn là cảng container lớn thứ 26 trên thế giới và lớn thứ 5 trong khu vực ASEAN. Hàng năm, các cảng tại đây đang đảm nhận khoảng 67% sản lượng hàng hóa qua cảng biển của Việt Nam. Bên cạnh đó, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 80 km về phía nam còn có cảng Cái Mép Thị Vải. Cảng Cái Mép Thị Vải là cảng nước sâu, cho phép các tàu lớn hơn vận chuyển hàng hóa ra vào Việt Nam. Điều này có thể làm giảm đáng kể chi phí vận chuyển cho các nhà sản xuất. Ngoài ra, khu vực miền Nam Việt Nam là một trung tâm dệt may trong nhiều thập kỷ và hiện có lực lượng lao động dồi dào và có tay nghề tương đối cao trong sản xuất hàng may mặc. Nguồn lao động dồi dào và chi phí thấp này có thể tạo ra giá trị cao khi được quản lý và sử dụng đúng cách. Bên cạnh đó, một cơ sở quan trọng của sự dịch chuyển này là do Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại có lợi cho xuất khẩu với châu Âu và Mỹ. Chẳng hạn, trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, EVFTA, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU chiếm khoảng 40%, trong khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã hỗ trợ tăng sản lượng xuất khẩu giày dép Việt Nam sang Canada và Mexico. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Giám đốc điều hành tập đoàn Nike, ông Andy Campion, đã chia sẻ tại cuộc làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính
trong chuyến thăm và làm việc tới Việt Nam vào cuối năm ngoái. Ông cho rằng mỗi năm tập đoàn này sản xuất khoảng 600 triệu đôi giày, trong đó có khoảng 300 triệu đôi giày đang được sản xuất tại Việt Nam. Cùng với đó là 50% nguyên liệu cho chuỗi cung ứng toàn cầu của Nike cũng đến từ Việt Nam. Tóm lại thì trong nhiều năm qua, Nike và Việt Nam đã trở nên gắn bó chặt chẽ với nhau trong một mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Việt Nam hiện là một trung tâm sản xuất chính cho hàng hóa của Nike với hơn nửa triệu lao động, trong khi Nike cũng tạo dựng cho mình một chuỗi cung ứng mạnh mẽ và tin cậy. Rất có thể trong tương lai, mối quan hệ này sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nhiều tập đoàn đẩy mạnh sản xuất tại Việt Nam. Trong vòng 5 năm qua, đã có không ít doanh nghiệp FDI chuyển sản xuất hoặc mở rộng đầu tư sang Việt Nam. Ngay từ đầu năm 2021, tập đoàn công nghệ Foxconn Đài Loan, nhà sản xuất hàng điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đã vào tỉnh Bắc Giang với dự án nhà máy Fukang Technology. Dự án này chuyên sản xuất máy tính bảng và máy tính xách tay với công suất khoảng 8 triệu sản phẩm mỗi năm. Tổng vốn đầu tư đăng ký 270 triệu đô. Trước đó, tất cả sản phẩm iPad đều được lắp ráp tại Trung Quốc và do đó động thái của Foxconn đánh dấu lần đầu tiên iPad được sản xuất bên ngoài Trung Quốc sang Việt Nam theo yêu cầu của Apple. Trước đó, đến hết năm 2020, tập đoàn công nghệ này cũng đã đầu tư 1,5 tỷ đô vào Việt Nam và sử dụng 53.000 lao động. Năm 2021, Foxconn mở rộng tuyển thêm 10.000 lao động tại Việt Nam và đầu tư thêm 700 triệu đô la. Các đối thủ của doanh nghiệp này như Pegatron và Wistron cũng quyết định mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Cụ thể, vào tháng 9 năm 2020, Pegatron đã đầu tư 1 tỷ đô la vào cơ sở sản xuất thiết bị điện tử ở Hải Phòng. Tương tự, thị trường Việt Nam cũng đã chứng kiến làn sóng dịch chuyển của Hanwha, Hàn Quốc về sản xuất phụ tùng máy bay đã di dời sang Hà Nội. Yokowo, Nhật Bản về sản xuất thiết bị trên xe có động cơ đã di dời sang Hà Nam. Hoa Phù, Trung Quốc về dệt may đã di dời sang Long An. Hay trong năm 2021, dự án đầu tư nước ngoài lớn tại Việt Nam có mở rộng đáng lưu ý nhất là LG Hàn Quốc rót thêm 1,4 tỷ đô, nâng tổng vốn đầu tư tại Hải Phòng lên 4,65 tỷ đô, trở thành dự án FDI lớn nhất tại địa phương này. Đồng thời, một số thông tin cho thấy nhiều tập đoàn khác như Sharp, Nintendo và Komatsu từ Nhật Bản, Lenovo từ Hồng Kông đã công bố kế hoạch chuyển đến hoặc mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Tờ Financial Times nhận định rằng xu hướng dịch chuyển về Việt Nam sẽ tiếp tục phổ biến. Thậm chí một số ý kiến cho rằng Việt Nam như là ngôi sao đang lên của các chuỗi sản xuất cung ứng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo Ngân hàng Thế giới WB, dù ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nhưng thu hút FDI vào Việt Nam vẫn tăng, chứng tỏ nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì lòng tin với Việt Nam. Cải cách hơn nữa để đón sóng đầu tư tỷ đô. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trên thực tế, quy mô mở rộng của các dự án FDI nói chung dù có tăng trong những năm gần đây nhưng vẫn chưa đáng kể như kỳ vọng. Tuy nhiên, các chuyến công du quan trọng của lãnh đạo cấp cao chính phủ trong năm vừa qua đã mở đầu cho những ý tưởng dự án hợp tác thỏa thuận quan trọng. Đó là các thỏa thuận hợp tác của nhà đầu tư nước ngoài trị giá 3,2 tỷ đô làm điện gió ngoài khơi ở Hải Phòng, dự án 5 tỷ đô làm điện khí tại miền Trung. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mại dự báo rằng trong những năm tới sẽ có thêm nhiều làn sóng đầu tư lớn từ nước ngoài vào Việt Nam. Đáng lưu ý là trước đây, các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đa số đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, thì trong xu hướng mới, Việt Nam sẽ có các nhà đầu tư lớn đến từ châu Âu và châu Mỹ. Làn sóng này có một phần quan trọng đến từ các chuyến đi của các nguyên thủ quốc gia, phần khác nữa là hiệu quả tất yếu từ khai thác các hiệp định thương mại tự do FTA. Về làn sóng đầu tư từ Mỹ, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mại cũng dự đoán rằng trong thời gian tới, nước này sẽ tập trung vào mảng chuyển đổi số, công nghệ số vào nước ta. Có một chi tiết cần lưu ý là thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ từng có những kỳ họp bất thường để sửa đổi 8 luật, trong đó có những luật quan trọng như luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật điện lực, luật đấu thầu, luật thuế giá trị gia tăng. Mục tiêu là tránh không để luật chồng chéo, thông tư đá nghị định đá luật. Điều này cho thấy các cấp lãnh đạo đã lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, từ đó có thể đón sóng đầu tư nước ngoài một cách tốt nhất. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!